Những người thổi bùng ngọn lửa vị xuyên. Tác giả Vũ Tân Long, giọng đọc Hải Yến, số 2. Vị xuyên mảnh đất chiến tranh khốc liệt đã ghi dấu ấn để lại trong tiềm thức mỗi người lính đã từng trải qua nơi đây. Nhưng không phải ai cũng làm gì đó để cho vị xuyên thức dậy. Sau hơn 20 năm chiến tranh đã đi qua, kể từ năm 2013 trở về trước, rất nhiều cựu chiến binh chưa thể trở lại đây, mặc dù trong họ nỗi nhớ vị xuyên luôn canh cánh trong lòng. Nhưng nay vị xuyên đã khác. Vị xuyên đã làm cho cả đất nước Việt Nam và nhiều người nước ngoài biết, biết tới cuộc chiến tranh 10 năm trên biên giới phía Bắc. Để có được ngày hôm nay với vị xuyên bừng sáng, tôi xin kể lại những câu chuyện mà còn rất ít người biết đến. Kể từ khi trở về từ vị xuyên, những năm sau đó tôi ít có điều kiện để trở lại nơi đây chủ yếu là do kinh tế khó khăn và điều kiện đi lại lúc bấy giờ không thuận tiện. Sau này, trong khoảng từ những năm 1996, 1997, mua được chiếc xe máy, thế là năm nào tôi cũng trở lại nơi này một lần. Năm 2013, nhân ngày 12 tháng 7, tôi trở lại đó. Dù lúc đó ngày 12 tháng 7 chưa được coi là ngày dỗ trận và còn rất ít người biết đến. Thời gian này, một số anh em cựu chiến binh sư đoàn 356 tổ chức lên thăm lại vị xuyên, nhưng số người đi không nhiều. Buổi chiều hôm đó, tại đài tưởng niệm liệt sĩ đầu cầu Thanh Thủy, tôi gặp bốn đồng đội. Sau đó mới biết tên từng người là Nguyễn Đình Thắng, có biệt danh là thắng còng hoặc thắng a còng người thứ hai trẻ nhất đoàn là hà dũng người thứ ba là phạm ngọc quyền và người cuối cùng luôn cầm theo chiếc điếu cày là đặng đình thịnh bốn người anh em này duy nhất có hà dũng là người tuyên quang còn lại họ là người hà nội đặc biệt là đặng đình thịnh khi tại ngũ anh thuộc quân số sư đoàn 346 bên Cao Bằng, nhưng do cảm kích mảnh đất vị xuyên này mà anh thường xuyên đến đây. Còn riêng Hà Dũng, vốn là một người lính trẻ, tại ngũ thuộc sư đoàn 316 sau chiến tranh. Tuy nhiên anh cũng từng đến đây cùng đơn vị, già gỡ mìn đầu những năm 1990. Hai người còn lại, họ đích danh là lính sư đoàn 356, sư đoàn đổ nhiều xương máu trên chiến trường này. Cũng tại buổi gặp gỡ, chúng tôi ôn lại những gian khổ hy sinh của đồng đội và của chính mình. Không ngờ rằng, hơn 30 năm trước, chúng tôi cùng nhau ở đây, cùng nhau hướng nòng súng về phía quân thù, những câu chuyện chiến đấu, những địa danh, thời điểm trùng khớp dù mỗi người một đơn vị khác nhau nhiệm vụ và thời khắc khác nhau cũng từ đó người cựu binh trẻ hà dũng đã chỉ cho tôi truy cập vào trang quân sử ở đó tôi như sống lại tuổi trẻ cầm súng đi đánh giặc năm nào khi đọc những bài viết trên topic về hà giang do chính anh em cựu chiến binh mặt trận này viết lại trong bốn anh em mà tôi gặp nguyễn đình thắng tỏ ra thông thạo vùng này tôi kể mình đã từng sang bên malipo sau thời điểm trung quốc và việt nam bình thường hóa quan hệ nhưng thời gian thì lại đến sau cả nguyễn đình thắng anh còn biết nhiều hơn tôi trong khi tôi chỉ biết thị trấn này và nghĩa trang chôn cất số lính chết tại biên giới thiên bảo múng tủng đối diện với vị xuyên còn anh ta đã đến cả bảo tàng lưu trữ những chiến lợi phẩm thu giữ được của quân ta kèm theo ảnh có cả một quả bom bay và các loại vũ khí khác mà chúng thu được trong các trận đánh sau này trên trang quân sử có diễn đàn dựng nước giữ nước tại chủ đề hà giang ký ức của chúng tôi và đồng đội nhóm này đã manh nha vạch ra kế hoạch xây dựng một cây hương nơi thờ tự các anh hùng liệt sĩ. Không để chúng ta đến đây đặt lễ trên nền đất mà cúng vọng lên núi nữa. Nói là làm, các anh ngay sau đó đã xin phép chuẩn bị vật tư và lên kế hoạch xây dựng một cây hương nhỏ ngay tại chân cao điểm 468, nơi đặt nhà tưởng niệm liệt sĩ bây giờ có thể nói cây hương nhỏ ấy chính là khởi đầu và tiền thân cho nhà tưởng niệm lớn lao bây giờ công lao ban đầu ấy khi nói ta phải nhắc đến kim thành và anh em cựu chiến binh tỉnh yên bái hà nội hà giang và một số tỉnh nữa trong cả nước họ chính là những người nhen nhúm để mảnh đất vị xuyên khốc liệt xưa bùng cháy sáng rực đến ngày nay ngoài ra các cựu chiến binh sư đoàn 356 còn tích cực tuyên truyền để vị xuyên được nhiều người biết đến. Đặc biệt, ngày 14 tháng 7 năm 2014, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã tổ chức gặp mặt 80 cựu chiến binh sư đoàn 356 đại diện cho hàng vạn cựu chiến binh vị xuyên của sư đoàn để tôn vinh thành tích mà các anh đã góp phần giữ vững chủ quyền thiêng liêng biên giới của Tổ quốc cũng từ đó, chính phủ đưa ra các quyết sách, kế hoạch xây dựng Vị Xuyên thành điểm du lịch lịch sử nhằm tăng cường tuyên truyền truyền thống, bảo vệ an ninh biên giới. Ngày nay, tại Vị Xuyên, số anh em cựu chiến binh trở lại chiến trường xưa năm nào cũng rất đông, nhất là ngày 12 tháng 7 được coi là ngày dỗ trận, ngày hàng nghìn cựu chiến binh đồng bào cả nước viếng thăm vị xuyên mảnh đất anh hùng trong chiến tranh chống quân trung quốc xâm lược ngày nay đang tỏa sáng nhờ vào ánh lửa mà nhiều cựu chiến binh tâm huyết đã nhen nhóm để rồi vị xuyên bừng cháy sáng rực như hôm nay chúng ta tự hào là những cựu chiến binh trở về từ mảnh đất vị xuyên mảnh đất đã thấm máu đào của hàng nghìn đồng đội ta đổ xuống nếu trời còn cho sức khỏe mỗi năm các đồng đội hãy trở về đây dù chỉ một lần để thắp cho đồng đội chúng ta nén hương, nén hương tình nghĩa của người còn sống dành cho những người đã mất. Ngày 11 tháng 3 năm 1979, trận đánh lớn cuối cùng trước khi quân Trung Quốc rút về nước, kết thúc lần xâm lược thứ nhất. Vào ngày hôm nay, 11 tháng 3, Quân Trung Quốc tấn công trên toàn bộ tuyến phòng thủ do tiểu đoàn 3, trung đoàn 122 chốt giữ. Lực lượng tham gia là trung đoàn 19 thuộc sư đoàn bộ binh 41, quân đoàn 14, đại quân khu Côn Minh tiến hành. Ngay từ mờ sáng, pháo địch đã bắn dồn dập trên một diện tích trải rộng từ Thanh Hương đến chân dãy Tây Côn Lĩnh. Các loại pháo hạng nặng như 122, 130, 152 ly cùng với các loạt đạn hỏa tiễn bắn cấp tập vào trận địa ta. Tại điểm cao 1558B, đại đội hỏa lực 12 nằm trong tầm bắn phá ác liệt. Chú trong hầm tránh pháo, tôi nghe mảnh đạn đất đá bay rào rào, tiếng rít của đạn pháo vọt trên đầu nghe chói tai. Có lúc một quả đạn rơi trúng đống hòm gỗ đựng đạn cối 82 ly đã bắn hết vứt trên bờ hào bị nó xé toát thành những mảnh gỗ rồi văng lên trời trắng xóa cả góc trận địa tại hầm chỉ huy trong hầm có hợp bạc và một thông tin viên máy hay oát đại đội trưởng từ cùng với tôi và nguyễn ngọc hà anh từ cầm tổ hợp lên trong máy nói với ai đó ở đầu dây bên kia có lẽ đài địch đang phá sóng thông tin của ta nên việc chỉ huy bị gián đoạn liên tục Ít phút sau, anh ra khỏi hầm kéo theo Hà và tôi cùng đi. Đến giữa trận địa, anh bảo chúng tôi đi từng hầm huy động anh em cầm theo súng ra tuyến hào tiền duyên phía trước để chuẩn bị đánh chặn bộ binh địch. Lát sau, tôi thấy hai khẩu đội 82 ly khai hỏa rẽ vào khẩu đội của Phạm Công Sử. Lúc này tị đang thả đạn, thằng Tuyền ngồi hí húi lắp ngòi liều, thỉnh thoảng tị lại ngồi thụp xuống như để tránh quả đạn pháo của bọn Trung Quốc rơi xuống, nổ hoành trên mặt đất. Sử thì đứng ở vị trí khẩu đội trưởng hô bắn sau khi đã lấy tầm hướng xong xuôi. Khoảng 10 giờ sáng, hai khẩu đội đều báo cáo sắp hết đạn. Ở đây cách đường quốc lộ gần 30 km, chẳng có đơn vị vận tải đạn nào cho nên hết là hết, chứ chẳng đào đâu ra đạn cả. Lúc này, anh em cảnh giới phía trước Báo cáo về nhìn thấy quân Trung Quốc đang tràn vào điểm cao 1558A do đại đội 10 chốt giữ. Đại đội trưởng từ tới kiểm tra khẩu đội 1 do Nguyễn Đức Siêm chỉ huy. Lúc này, khẩu đội Siêm còn 8 quả. Đại đội trưởng lệnh cho bắn vào đội hình quân Trung Quốc đang tràn vào chốt C10. Ngay lúc đó, từ chiến hào phía tây, tôi và Hà mỗi người một khẩu AK bắn vào đội hình của địch. Dưới lòng hào Thằng đẹp bổ hòm đạn K56 để lấy đạn lắp vào băng, nhưng do chưa bổ bao giờ, nó làm đứt mất khuy rạch hòm. Lập tức nó chạy vào bếp lấy con dao tông rồi cứ thế bổ thật lực vào cái vỏ hòm thiếc. Lúc sau, cái vỏ hòm cũng rách, nó moi các hộp đạn ra, lắp vào hộp tiếp đạn cho cả hai khẩu súng. Chắc mỏi tay vì lắp đạn, nó đòi bắn súng, tôi nhường cho nó. Nhưng khi bắn nó kéo cò một mạch hết luôn băng đạn mà chẳng biết bắn vào đâu. Tôi đòi lại súng. Thế rồi mải quan sát phía trước, thằng đẹp cũng chuồn đi đâu mất tâm. Ngay lúc đó, Hà nhìn thấy rõ mồn một ở phía đối diện, một bọn lố nhố đang lắp một khẩu đại liên. Nó đặt cái nòng vào bệ súng, loáng thoáng đằng sau lá chắn là một xạ thủ. Hà chỉ cho tôi, Vốn là một tay súng bắn trúng nhiều lần ba vòng 10 từng được thưởng phép trong lần kiểm tra bắn đạn thật hồi Tân binh. Tôi hướng nòng súng về phía khẩu đại liên của địch khi mục tiêu đã trong tầm bắn, tôi kéo cò, đồng thời với tiếng nổ, xác thằng địch gục xuống, không thấy nó đứng lên nữa. Đúng lúc ấy, một thằng lại chạy lại bên khẩu súng như để cứu thằng kia, tôi lại kéo cò và nó lại đổ gục xuống dọc bờ hào, anh em nhìn thấy liền hô, bắn chúng rồi, chết rồi, nó chết rồi. Từ lúc đó, khẩu đại liên không thấy tên nào dám bén mảng đến nữa. Quá giữa trưa, địch vẫn đánh ác liệt, lúc này trận địa đại đội 10 đã thất thủ. Có chiến sĩ bên đại đội 10 chạy thoát sang trận địa tôi báo tin như thế. Như vậy là 1558A địch đã chiếm được và chúng dùng đó làm bàn đạp để đánh sang trận địa tôi. Lúc này, đồng chí Thành, chính trị viên phó, tới điều tôi và xiêm khẩu đội trưởng. Lúc này, cối đã hết sạch đạn, và một chiến sĩ bên đại đội 10 vừa chạy sang, ra tuyến hào trung tuyến. Đi đầu là tôi, xiêm đi thứ hai, thứ ba là chiến sĩ C-10 chưa biết tên. Người đi sau cùng là Thành, C phó. Bốn người đi dưới lòng hào thành hàng dọc. Bỗng nhiên, một quả đạn rơi trúng người xiêm có thể nó rơi vào vai quả đạn nổ hất tôi nằm úp sấp xuống lòng hào theo phản xạ tôi lồm cồm bò dậy ngoái nhìn phía sau thấy mờ mờ khói thuốc đạn mùi khét lẹt tôi chạy quay lại khi qua chỗ khói bốc mù lên chân tôi gạt phải xiêm nhìn xuống tôi thấy người nó vỡ toe toét ruột gan lùi thổi vắt cả lên thành hào máu chảy đỏ đất sau này anh em mang xác xiêm về kể lại tôi mới biết nó mất hẳn một bên cánh tay. Tiếp tục đi, tôi thấy chiến sĩ C-10 ngã ngửa, mặt ngực, máu chảy đẫm áo. Tôi sờ vào người anh ta thấy mềm nhũn không cử động. Phía sau cùng là thành chính trị viên ngồi dưới lòng hào kêu thét vì bị mảnh xuyên vào hốc mắt, máu nhuộm đỏ mặt, rớt xuống ướt đẫm áo quần. Tay thành khua khoắng, thấy chân tôi, nó liền bám chặt như sợ tôi chạy mất. Lúc này tôi nhìn xuống chân mình cũng đẫm máu. Máu phía trước là của hai người kia mà tôi gạt phải. Còn máu phía sau là do vết thương từ chân tôi. Sau này khi chụp x-quang để giám định thương tật, tôi mới biết là mình bị đến 16 mảnh đạn. Mảnh to nhất đường kính 2,5cm nằm phía sau khớp gối. Tôi bảo thành. Tao cũng bị thương, mày bám sau tao, tao đưa về hầm. May quá, vừa đi được vài bước thì gặp Hà, tôi bảo Hà dìu thành đi. Cũng lúc này, đại đội trưởng cho lệnh rút, vì phía trước, lính Trung Quốc đã tràn vào trận địa, mà ta thì hết các loại đạn. Trên đường rút, tôi được hợp bạc dìu đi, còn ai đó giúp tôi mang khẩu súng. Chân tôi lúc này sưng tấy, căng chặt ống quần. Ở phía sau, tị đẹp phước, được phân công đánh chặn địch cho anh em rút. Tiếng súng nổ ngày một gần, ngay sau lưng chúng tôi. Cả đơn vị xuống khe cạn để tránh pháo. Do dẫm mãi, rồi cuối cùng cũng đến được suối Thanh Thủy. Lúc này do đói, bị thương mất máu, chân sưng vù, tôi như đã ngất đi. Khi tỉnh lại, thì thấy mình nằm trong trạm phẫu C9 đến hôm nay, thấm thoát đã 39 năm, trận tấn công lớn nhất vào thời kỳ đó, những đồng đội tôi ngã xuống đã 39 lần rỗ. Sau này, tổng kết trận đánh, ba đại đội bộ binh bị thương vong nhiều nhất, đặc biệt đại đội 10 hy sinh gần hết, đại đội 11 hy sinh 2 phần 3 quân số. Quân Trung Quốc cũng bị thiệt hại nặng nề, mỗi mũi chúng bị tiêu diệt hàng trăm tên. Do tương quan lực lượng giữa ta và địch chênh lệch quá lớn, các trận địa phần lớn hết đạn nên thất thủ. Câu chuyện tiểu đoàn 3 chuyển pháo 37 ly lên đỉnh cóc nghè. Sau khi được tiểu đoàn 8 vào thay chốt trong lao trải, tiểu đoàn 3 ra đóng quân tại Làng Pinh. Sau gần 3 năm tiến quân vào vùng đất cực Tây Vị Xuyên, ra Làng Pinh, đơn vị nhận nhiệm vụ huấn luyện, đánh cơ động vào trung đoàn đúng là đơn vị cơ động, từ khiêng vác bê tông, đào hầm hào phòng ngự tuyến hai, đơn vị đều được giao. Khoảng tháng 6 năm 1980, trước sự gia tăng về lực lượng của quân Trung Quốc ở hướng đối diện, sư đoàn 313 được tăng cường thêm nhiều loại vũ khí để phòng ngự, trong đó có hai khẩu cao xạ 37 ly. Hai khẩu cao xạ này được kéo về kho quân khí của trung đoàn 122 sau đó kỹ thuật quân khí quân khu lên tháo rời ra từng bộ phận để di chuyển lên đỉnh cóc nghè. Việc di chuyển được giao cho tiểu đoàn 3, mỗi ngày một đại đội cử một trung đội đi khiêng pháo. Ngày đó, việc khiêng pháo hoàn toàn đi bằng đường mòn có sẵn mà dân cóc nghè thanh hương đi hàng ngày. Trước đó, để đảm bảo cho việc khiêng pháo khỏi vướng mắc tiểu đoàn đã cử một bộ phận đi phát quang cây cối hai bên trên con đường khiêng pháo, bộ đội phải vượt qua khoảng 6 km đường dốc, có chỗ dốc đứng. Ngoài các đoàn khiêng được cử từ 4 đại đội, mỗi khẩu đội pháo cũng có hơn chục anh em là cán bộ, pháo thủ và phục vụ đi cùng hỗ trợ. Số anh em này quê chủ yếu ở Sơn La và là người Thái, người Mường. Họ nói vừa từ lữ đoàn 297 phòng không chuyển quân sang đây việc chuyển pháo dù đã được tháo rời từng bộ phận, trọng lượng cả khẩu chỉ hơn 2 tấn, nhưng việc khiêng thật là khó khăn do đường hẹp lại dốc. Con đường cũ của dân đi lên cốc nghè có đoạn giống như đi trong lòng hào bởi nó chính là cái khe cạn nên việc khiêng chuyển từng bộ phận pháo quá khó khăn. Khi lên đến lưng chừng dốc, anh em di chuyển khoảng chục mét là lại phải đặt xuống dù các đầu đòn tre đều cuốn ruột áo bông, nhưng vai anh em vẫn dớm máu vì sức nặng của sắt thép. Trong khi đó, một trung đội của đại đội 9 được giao khiêng cái mâm xoay. Cái vật này là vật khó mang nhất vì nó không thể tháo nhỏ hơn được nữa. Sau đó, để giải quyết cái mâm xoay của khẩu pháo, trung đoàn phải cử một tổ công binh lên mở rộng đường những chỗ hẹp thì mới chuyển lên được rồi sau đó chính tham mưu trưởng trung đoàn đi cùng để chỉ đạo công việc. Ông dẫn theo tổ công binh, mang theo quốc sẻng giao búa để giải quyết những vướng mắc trên đường. Ngày đầu tiên trong chiến dịch khiêng, chuyển pháo, rất ít bộ phận về đến đích. Hầu hết các vật nặng đều nằm lại dọc đường. Đến chiều muộn, các bộ phận khiêng đều rút về nghỉ ở doanh trại, còn các pháo thủ phải nằm lại dọc đường lên nhờ nhà dân nấu ăn và coi các bộ phận của pháo. Sáng hôm sau, trung đội khác lại lên chuyển tiếp lên đồi. Cứ như thế, đến khi cả hai khẩu được chuyển hết lên đỉnh. Sau hai ngày hì hục, hai trung đội thay nhau đến chiều muộn. Các bộ phận cũng đưa được một khẩu lên nơi đã định. Vị trí đặt pháo nằm ở cao độ 600, dọc giải yên ngựa từ 673 sang 812 còn trận địa chưa được xây dựng. Có lẽ khi lắc xong pháo, các pháo thủ mới bắt tay vào việc làm trận địa. Ban đầu, tất cả mọi người đều nghĩ rằng pháo mang lên đây để bắn máy bay. Cấp trên cũng giữ bí mật nên không nói ra đưa pháo lên để bắn xe tăng, xe tải và các cụm hỏa lực của địch. Với tầm bắn hơn 8 km, độ tà âm, âm 5, hai khẩu cao xạ 37 ly này đã phá hủy nhiều xe tăng, xe vận tải và các cụm hỏa lực của địch, lập nhiều chiến công. Tuy nhiên, cán bộ chiến sĩ đơn vị cũng chịu nhiều mất mát hy sinh và cả hai khẩu pháo đều bị đạn pháo địch bắn hỏng. Sau này, mỗi khi nằm dưới tầm bắn của hai khẩu pháo 37 ly, nghe tiếng cùng cùng như gõ thùng của nó và tiếng nổ chát chúa ở nơi đầu đạn bắn tới, chúng tôi anh em tiểu đoàn 3 lại nhớ đến chiến dịch khiêng hai khẩu pháo này lên đỉnh cóc nghè. Một chiến dịch cũng nặng nề giống như chiến dịch khiêng vác bê tông lên chốt vật.